Đường vào mặt khu Tam Giác Sắc Kỵ binh Lưu Đình Vũ Lời giới thiệu Trong bản tường trình của Thiếu tướng John Murray, trưởng văn phòng tùy viên quân sự, Tòa đại sứ Mỹ cho biết, vào lúc cao điểm của cuộc chiến quân đội Mỹ và đồng minh có 433 tiểu đoàn và quân Cộng sản Bắc Việt xâm lược có 180 tiểu đoàn. Khi quân đội Mỹ trút về nước, thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa có 189 tiểu đoàn, quân số Cộng sản Bắc Việt tăng lên 330 tiểu đoàn. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa không còn được Hoa Kỳ yểm trợ hải pháo, không quân chiến lược B-52 và không quân chiến thuật F-4. Quân viện bị cắt giảm chỉ bằng 2% tổng số kinh phí đã sử dụng cho quân đội Mỹ. Thượng đế dĩ nhiên nghiêng về phe có nhiều tiểu đoàn hơn. Thượng đế đã mỉm cười với quân Cộng sản Bắc Việt biết được điểm yếu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cho nên sau khi thất bại thê thảm tại đồng biên phòng Đức Huệ, Sư đoàn 5 Cộng sản Bắc Việt đã bị Lữ đoàn 3 kỵ binh. Lực lượng xung kích quân đoàn 3 đánh tan chỉ trong một ngày, vào tháng 5 năm 1974, quân Cộng sản Bắc Việt đã đồng loạt tấn công và tràn ngập hai tiền đồng trạch bắp, căn cứ 82, và sau đó tấn chiếm An Điền tại khu Tam Giác Sắc. Đây là một trận chiến lớn trong lãnh thổ quân đoàn 3. Trước tình hình quân viện bị cắt giảm thảm thiết, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã mất đi ưu thế di động và hỏa lực yểm trợ dồi dào. Các đơn vị tổng trừ bị bị cầm chân trong thế diện địa. Trong hội nghị Diên Hồng khi được hỏi, thấy nước yếu lý gì lo chiến chinh, các bô lão đồng thanh trả lời, hy sinh. Gần 800 năm sau, không có hội nghị Diên Hồng, không có cả câu hỏi năm xưa nhưng người lính chiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã thể hiện lòng dũng cảm, tinh thần bất khuất và sự hy sinh vô bờ bến, đã chiến đấu trong thế cùng lực tận để bảo quốc an dân. Đọc bài viết Đường vào mật khu tam giác sắt tác giả đại quý Vũ Đình Lưu, con chiến mã đầu đàn của chi đoàn 2 trên 5 thiết kỵ lừng danh sông núi để ngậm ngùi, để tưởng nhớ, để vinh danh những kỵ binh thiết đoàn năm đã hy sinh thân mình cho tổ quốc Việt Nam, xin đốt một nén nhang để tưởng niệm hai người bạn thân, kiến trúc sư thiếu quý công binh Vũ Văn Dũng và thiếu quý kỵ binh Nguyễn Trung Đồng Vinh đã đền xong nợ nước tại mặt trận An Điền năm xưa. Cuộc chiến năm xưa dù đã trải qua đi, nhưng tinh thần chiến đấu dũng mãnh và sự hy sinh cao cả của những chiến binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa bất diệt tổ quốc ghi ơn. Trong trận an điền rạch bắp chống lại sư đoàn chính cộng sản Bắc Việt, vì địa thế chiến trường không thuận lợi đối với tiết giáp, nên quân đoàn ba sử dụng trong giai đoạn đầu sư đoàn 18 bộ binh tiến chiếm An Điền. Trong giai đoạn 2, sử dụng sư đoàn 5 bộ binh tái chiếm rạch Bắp Trong cả hai giai đoạn, Lữ đoàn 3 kỵ binh chủ yếu dùng hỏa lực yểm trợ pháo binh 105, 155 của lữ đoàn và M48. Chiếc T-54 mà trung đoàn 52 sư đoàn 18 kéo về là do hỏa lực của đại bác M48 A3 bắn hạ. Bài viết của đại quý Vũ Đình Lưu khá chính xác nhưng chỉ trong phạm vi của sư đoàn 18, về sao phải đến cuối tháng 8 năm 74 sư đoàn 5 mới thanh toán xong rạch bắp sư đoàn chính cộng sản bắc việt bị tổn thất rất lớn vó câu muôn dẫm không sờn chỉ xích sắc nghìn mai chẳng sợ mòn lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh việt nam cộng sản bắc việt đã xua chiến xa tiến gần thủ đô sài gòn nhất chúng dùng chiến xa cùng bộ binh với trọng pháo tầm xa yểm trợ tiến chiếm xã phú thứ quận phú cường tỉnh bình dương một địa danh cực nam của vùng mà cộng quân gọi là vùng Tam Giác Sắt cách Sài Gòn ba mươi cây số về hướng bắc tây bắc vào thời điểm giữa tháng năm năm 1974. Tam Giác Sắt, vùng đất hình tam giác nhọn nằm về hướng tây của bến cát, một địa danh nổi tiếng với rừng cây rộng lớn khoảng tám mươi cây số vuông. Cộng quân gọi là vùng bất khả xâm phạm vì nơi đây là căn cứ hậu cần của chúng tại miền đông Nam phần. Nhìn vào bản đồ vùng Tam Giác Sắt tựa như đầu một mũi tên sắt nhắm thẳng vào tim của miền Nam Việt Nam. Vì tầm mức quan trọng chiến lược của vùng Tam Giác Sắt, năm 1967, Liên quân Việt Mỹ đã huy động một lực lượng hùng hậu gồm sư đoàn 5 bộ binh, chiến đoàn đặc nhiệm của quân đoàn 3 và một phần lực lượng tổng trừ bị tăng phái. Lực lượng Hoa Kỳ có sư đoàn 1 và sư đoàn 25 bộ binh, lữ đoàn 173 dù và thiết đoàn 11 kỵ binh, lực lượng Việt Mỹ đã đánh tan căn cứ hậu cần này của cộng quân sau 17 ngày đêm hành quân tiêu diệt. Năm 1974, một năm đẫm máu tại vùng Tam Giác Sắt, không có cuộc hành quân hay chiến dịch nào lâu dài hơn, dữ dằn hơn hay tổng thất hơn là trận đánh vùng Tam Giác Sắt. Tại đây một vùng tương đối bằng phẳng cày nát bởi vô số bom đạn, sôi thủng bằng một hệ thống đường hầm chằng chịt loan lỗ bởi những vết thẹo của trăm ngàn cuộc động độ lớn nhỏ đã diễn ra khắp cùng mọi nơi của khu rừng An Sơn, dày đặc bụi rậm cây gai suốt hai mươi năm qua. Nếu chiếm được vùng này, Cộng quân sẽ đặt khu quân sự Tân Sơn Nhất và các vị trí phòng thủ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại Phú Cường, Củ Chi, Lai Khê trong tầm đạn của Đại Pháo. Quận Bến Cát nằm về phía đông mật khu Tam Giác Sắc, cách biên hòa 35 số hướng Bắc Tây Bắc một thị trấn nhỏ nằm cạnh quốc lộ 13, bao lâu nay đồng bào được sống yên bình, sinh hoạt bán buôn thịnh vượng. Ngày 16 tháng 5, hai trung đoàn của sư đoàn chính Bắc Việt cùng chiến xa với trọng pháo yểm trợ chiếm rạch bắp và tràn ngập căn cứ 82 cách xã An Điền bốn cây số về hướng Tây. Sau đó ngày 17 tháng 5, gần 5.000 thường dân An Điền bánh cát lũ lượt tháo chạy từ bỏ làng xã, thị trấn, khi Cộng sản Bắc Việt dùng đại pháo và súng cối xua đuổi tàn bạo. Tiếp theo, Trung đoàn 95C Cộng quân tấn chiếm xã An Điền. Trung đoàn 272 đâm thẳng xuống phía nam chiếm Phú Thứ để tiến về Phú Cường. Nhưng quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chẳng đứng bước tiến tại đây. Xã An Điền nằm về phía tây thị trấn Bến Cát. Một cây số rưỡi nối liền bằng một con đường độc đạo đất đỏ là Hương Lộ Bảy, với chiếc cầu sắt yếu ớt bắc qua sông thị tính hiền hòa nước trong vắt chung quanh xã từ hướng bắc qua đông xuống mạng nam là ruộng lúa sình lầy đây là địa danh cực đông của vùng tam giác Sắt. tướng phạm quốc thuần tư lệnh quân đoàn ba dàn sư đoàn mười tám bộ binh ra nhiều cánh quân phản công tái chiếm các vị trí đã mất sự phản công khởi sự khoảng ngày hai mươi hai tháng năm các chiến đoàn thiết kỵ của lữ đoàn ba xung kích tham chiến Chiến đoàn 322 gồm thiết đoàn 22 chiến xa và tiểu đoàn 2 trên 43 bộ binh tấn công từ hướng Nam lên đồi 82 và rạch bắp. Chiến đoàn 318 tiến công từ Bến Cát vào An Điền. Cùng một lúc, ba tiểu đoàn của Liên đoàn 7 biệt động quân từ hướng Bắc tấn công xuống căn cứ 82. Tất cả mọi nỗ lực tái chiếm đều không đem lại kết quả và bị tổn thất nặng nề. Đại tá Dương Ngọc Thanh, Tư lệnh phó lữ đoàn 3 xung kích bị thương hư một mắt tại khu vực chiếc cầu phao được công binh can đảm bắt qua sông Thị Tính dưới đạn pháo của địch quân. Chiếc cầu phao chiều dài khoảng 50 mét dùng cho chiến xa sử dụng vì chiếc cầu sắt Thị Tính không chịu nổi sức nặng của chiến xa. Bốn ngày sau, tức ngày 26 tháng 5, tướng Thuần quyết định thu quân để chuẩn bị cho một kế hoạch mới tại bộ tư lệnh tiền phương của sư đoàn 18 bộ binh cạnh quốc lộ 13 cách bến cát chừng 5 cây số về hướng nam. Tướng tư lệnh sư đoàn 18 Lê Minh Đảo, trung tá Ngô Kỳ Dũng, trung đoàn trưởng trung đoàn 52 bộ binh, các tiểu đoàn trưởng bộ binh pháo binh cùng chi đoàn trưởng chi đoàn 2 trên 5 thiết kỵ nhận lệnh tấn công tái chiếm An Điền và từ đây làm bàn đạp cho các đơn vị quân lực Việt Nam Cộng Hòa tái chiếm căn cứ 82 Trạch Bóp. Trên quốc lộ 13 từ hướng Nam, chiến đoàn 2 trên 5 thiết kỵ, cộng một chi đội chiến xa M41 cùng đại đội 52 trinh sát, tổng thiết di chuyển trong đêm tối. Đoàn thiết kỵ chỉ được mở đèn mắt mèo và im lặng vô tuyến. Theo sau là đoàn xe GMC chở tiểu đoàn 1 trên 52 bộ binh. Tiến vào thị trấn Bến Cát lúc 5 giờ sáng ngày 1 tháng 6 năm 1974. Thị trấn Bến Cát nhỏ bé, trong thời gian này càng thấy bé bỏng hơn vì không còn sự sinh hoạt nào của dân chúng một thị trấn chết quá vắng lặng không còn ánh sáng đèn điện nào đây đó một vài đám cháy do đạn pháo kích của cộng sản ngày hôm qua trên không trung những hỏa châu treo lơ lửng trội ánh sáng vàng vọt yếu ớt xuống thành phố nhà nhà cửa đóng then gài đây đó gặp những toán biệt động quân tuần canh trong thành phố Chúng tôi tiến xuyên qua thành phố và hướng đến bờ sông Thị Tính. Trong lúc di chuyển, thỉnh thoảng vài trái đạn pháo kích rơi rải rác khắp nơi vì bọn chúng biết có một lực lượng mới đến đây. Trấn giữ thành phố là một đại đội biệt động quân. Còn tiểu đoàn biệt động quân trấn giữ mạng Bắc, chi khu bến cát phụ trách phòng thủ mạng Nam của thị trấn. Chiến đoàn 2 trên 5 thiết kỵ và đại đội 52 trinh sát. Tiến sát bên này chiếc cầu phao đơn vị bố trí sát nhà máy xây lúa rất lớn đã bị hư hại vì đạn pháo. Tiểu đoàn 1 trên 52 bộ binh, cánh quân 2, dàn quân hai bên trái phải của chi đoàn, dọc theo bờ sông Thị Tính, trục tấn công chính diện từ Bến cát vào An Điền, lấy con đường độc đạo làm chuẩn. Theo kế hoạch, hai tiểu đoàn 2 trên 52 bộ binh và 3 trên 52 bộ binh sẽ đánh từ hướng Nam lên Bắc để cùng cánh quân 1 và 2 tái chiếm xã An Điền. Lúc 5 giờ 30 sáng ngày 1 tháng 6 năm 74, ba cánh quân của chiến đoàn 52 bắt đầu vượt tuyến xuất phát tấn công vào An Điền, cửa ngõ vào mật khu Tâm giác sắt. Tôi điều chi đội 4 chiến xa M41 vượt cầu phao, kế tiếp là xe chỉ huy và lần lượt các chi đội thiết kỷ theo sau. Đơn vị di chuyển hàng dọc vì chỉ có một con đường duy nhất để vào An Điền, hai bên con lỗ đất đỏ nhỏ bé là ruộng lúa, nước và sình lầy, một địa thế hoàn toàn bất lợi cho thiết giáp. Mặc dù là loại xe 113 cũng không thể nào vượt qua được cánh đồng bề ngang một cây số này. Bất lợi hơn nữa là sử dụng đội hình chi đoàn hàng dọc để trực diện tấn công mục tiêu khá trọng lớn. Áp dụng chiến thắng cuộc tấn công giải tỏa tiền đồng cấp đại đội địa phương quân bị một tiểu đoàn của Trung đoàn Bình Giả bao vây tại Xà Bang, Bình Giả, tháng 3 năm 1973. Tướng Lê Minh Đảo và Đại tá Trần Bá Thành đã dùng tiểu đoàn 2 trên 48 của thiếu tá Phúc thuộc trung đoàn 48 bộ binh cùng chiến đoàn 2 trên 5 thiết kỷ tấn công vũ bão chiếm mục tiêu thật nhanh chóng, thà có thể bị thiệt hại vào giờ phút đầu nhưng về sau thì bảo toàn nhân mạng, không thể tấn công nữa vòi vì trên trục tiến quân, Cộng sản bao giờ cũng đặt chốt kiền và trận địa pháo. Sau khi chọc thủng, cụm phòng tuyến ngoại vi sẽ bôn trọng đội hình đánh mục tiêu kế tiếp. Chúng tôi áp dụng phương thức tấn công này. Ba chiếc M41 cùng với đại đội 52 trinh sát tiến quân hai bên trái phải con lộ đã tiến qua bên kia sông cách cầu phao khoảng 500 mét. Lực lượng Cộng sản Bắc Việt bắt đầu pháo vào đoàn quân bằng súng cối 82 ly, chế độ chiến xa nới rộng khoảng cách và tiếp tục tiến tới nhanh chóng cùng chiến sĩ trinh sát tôi thấy chiếc chiến xa M41 dẫn đầu khẩn lại một cách bất thường và nhận báo cáo của trưởng xa là gặp một chiếc cống sập bề dài bằng chiến xa M41 khá sâu không thể băng qua được. Tôi gọi lên chiến đoàn để báo cáo, tiếp liền theo chiến xa T54 từ An Điền khai hỏa nhắm vào đội hình chi đoàn. Từng cục lửa đỏ hực liên tiếp bay đến với tiếng rít trận người của đạn Đại Bác 100 ly trên chiến xa T-54 tôi liền cho lệnh đại bác 76 ly trên chiến xa M41 tác xạ, dựa vào điểm lóe sáng khởi đầu của đại bác trên T-54, thật tình nói rằng tác xạ để anh em binh sĩ lên tinh thần chứ không thấy được chiếc T-54 nào vì chúng nằm dưới hầm và ngụy trang. Hơn nữa, bên An Điền mịt mù khói lửa bởi hàng trăm quả đạn đại bác 105 ly, 155 ly của pháo đội đang trút xuống hầu đè bẹp mục tiêu. Ngoài bìa làng có nhiều chốt của chúng sát cánh đồng lúa. Chúng dùng đại bác 82 ly không giật của liên xô tác xạ vào đội hình thiết giáp và bộ binh. Trong bìa làng thì thượng liên khạc lửa. Những khẩu đại liên 50 bây giờ được khai hỏa vì các chốt nằm trong tầm sát hại của đại liên 50 là 800 mét. Các chốt này ngay giữa đồng trống nên bị đại liên súng cối 81 ly và đại bác 76 ly tiêu diệt dễ dàng. Tiếp liền sau đó chiếc M41 thứ tư bị T-54 bắn trúng pháo tháp ngay trên chiếc cầu phao. Chiếc M41 bị sâu lệch nằm trên vên một nửa trên cầu phao, một nửa chấm nước làm chiếc cầu nghiêng một góc 30 độ. Hỡi ôi, một tình huống nguy hiểm không lối thoát, tiến không được, thoái cũng không còn đường. Xong thì sau làm sao chiến xa M41 có thể băng qua được? Trong lòng tôi lo lắng và bối rối vô cùng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để tìm một cách cứu nguy nhanh nhất. Tôi nghĩ ngay đến kế dùng hỏa mù để che mắt địch, nên bảo anh thiếu quý tiền sát viên pháo binh xin bắn đạn khói. Được chiến đoàn áp dụng ngay tức khắc, một màn khói dày đặc bao phủ bìa làng an điền, hiệu quả tức thời. T-54 ngưng tác xạ vì chúng không còn thấy chúng tôi nữa. Việc cấp cứu xa đội chiến xa bị nạn thực hiện ngay, các chiến sĩ trinh sát và kỵ binh bất chấp hiểm nguy chạy như bay và nhảy phóc lên xe cứu bạn rất may xe không bị nổ và cháy một hạ sĩ quan trưởng xa và tài xế bị thương nặng hai kỵ binh hy sinh chiếc em 41 lũng pháo tháp một lỗ bằng cái chén tất cả các cánh quân của trung đoàn 52 bộ binh bây giờ đều nằm trong trận địa pháo của địch hệ thống liên lạc truyền tin bắt đầu bận rộn với những báo cáo thiệt hại về nhân mạng của ba tiểu đoàn Trước mắt tôi, mỗi tiến công của tiểu đồng 1 trên 52 bộ binh, hai bên trái phải của con lộ 7 bị ngưng lại vì bãi mìn cốc trước mặt, cách bìa làng An Điền khoảng 800m. Xin mở ngoặt, mìn cốc, một loại mìn nhỏ hình trụ cao khoảng 5cm, đường kính khoảng 6cm, không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khi đạp phải bàn chân chắc chắn không còn. Xin đóng ngoặt. Một vài chiến sĩ gục ngã tiếp đến cả chục người rồi hàng chục người ngã gục xuống ruộng lúa sình lầy vì mình và đoàn quân đang hứng pháo của Cộng sản Bắc Việt. Tất cả đơn vị bây giờ là mục tiêu quá lộ liễu của địch. Phía trước là bãi mìn dày đặc, trọng lớn được đặt sẵn bởi Cộng quân từ trước. Trên không những quả đạn pháo đủ loại trút xuống đoàn quân, từng cột bùng đen liên tiếp bắn cao khắp nơi trên cánh đồng lúa. Một tình huống khốn đốn, nguy kịch hàng trăm chiến sĩ bị bỏm dưới sình lầy quá đổi gối không thể chần chờ các cánh quân của bộ binh bắt đầu lui binh để tránh bị tiêu diệt một chiến sĩ bị thương kèm theo một chiến sĩ sách nách dìu lê lết trong bùn lầy để mau chóng thoát khỏi bàn tay tử thần oan nghiệt có hành động nào can đảm và cảm động bằng có hình ảnh nào đau thương hơn tình đồng đội tình chiến hữu cao cả tuyệt vời Tôi cho chi đoàn phó, đại quý hồ thúc hạ điều động các chi đội phía sau trút lui về nhà máy xây lúa cạnh bờ sông bố trí chờ lệnh. Tiếp đến tôi tìm cách để ba chiến xa M41 lui về bên này sông. Có ba cách. Thứ nhất là ủi chiếc M41 nằm trên vên trên cầu phao trước xuống sông. Nhưng xe nào leo lên được chiếc cầu nghiêng như thế này? Cách thứ nhì dùng chiến xa bắn. Nhưng nếu chẳng may làm lũng phao, chiếc cầu chìm thì càng thêm nguy thứ ba có thể thực hiện được bằng cách móc cáp kéo vô cho rơi xuống sông, dù rất nguy hiểm vì đạn pháo kích đang nổ khắp nơi. Tất cả các cặp mắt của những kỹ binh và bộ binh ngồi trên xe chỉ huy đều nhìn tôi chờ đợi một quyết định cuối cùng. Họ mong cho bạn bè đồng đội về bên này xong càng nhanh càng tốt. Tội nghiệp thay với những ánh mắt nhìn tôi chia sẻ, chia sẻ những gì tôi đang lo lắng hồi hộp tôi điều xa đội M86, loại xe phóng cầu gắn lưỡi ủi đất, có sợi dây cáp thật dài cuộn trong một cái trôi dùng lực của động cơ. Tiến lại chiếc M41 bị nạn và bắt đầu công việc dưới đạn pháo của Cộng quân. Nhưng, trong chốc lát một loạt hỏa tiễn 122 ly của Cộng sản, với tiếng xe gió đầy uy hiếp bay đến đâm xuống dòng sông nổ tung tóe nước gần chiếc cầu phao. Với sức dội mạnh mẽ, chiếc cầu bị chấn động gần như bung lên khỏi mặt nước, chiếc em bốn mốt giao qua trao lại trồi nhào xuống dòng sông trên cầu nổi trở lại vị trí cân bằng trong cái xuôi tận mạng cũng còn có cái hên đến với mình trường hợp này chi đoàn gặp may mắn một cách bất ngờ tôi và mọi người trên xe chỉ huy đồng ồ lên một tiếng thật lớn như trút bỏ một sức nặng ngàn cân đè bẹp thân người ba chiến xa em bốn mốt lần lượt lui về bên này xong thị tính các cánh quân của trung đoàn 52 bộ binh cũng lui binh bố trí phía đông dòng sông để thực hiện công việc tải thương. Ngoài các chiến sĩ tử thương vì pháo, các thương binh hầu hết bị mất một bàn chân hoặc cục dò vì đã phải lội mình cốc nguy hiểm. Thế là nỗ lực tấn công tái chiếm An Điền không thực hiện được. Chiếc cống bị giật sập đêm qua, nhưng lực lượng chúng tôi tấn công quá sớm nên chưa nhận được một báo cáo nào, nên tình hình cánh quân thiết giáp mới ra nông nổi. Mới hôm qua đây thôi, tướng tư lệnh quyết định dùng thiết giáp tấn công vào An Điền kèm theo lời khích lệ. Cặp loan thiếu tá của em trong An Điền. Riêng tôi cũng tin tưởng dùng chiến xa cùng bộ binh đánh chớp nhoáng làm địch trở tay không kịp, bám lấy bờ làng làm bàn đạp tấn công mục tiêu kế tiếp kế hoạch này có thể thực hiện được nhưng phải chấp nhận một tổn thất rất lớn về chiến xa và nhân mạng vì tôi biết chiến xa m 41 không phải là đối thủ của t 54 mươi chi đoàn có ba khẩu đại bác một trăm lẻ sáu ly không giật và hai khẩu hỏa tiễn thô được tăng phái gắn trên m một trăm mười ba nhưng hỏa tiễn thô muốn bắn được nhanh nhất cũng phải mười lăm phút vì phải chờ bộ tổng tham mưu chấp thuận ngán ngẩm thay còn đại bác một trăm lẻ sáu ly tác xạ cũng không nhanh chút nào dùng để phá vỡ công sự kiên cố thì tốt hơn. Quân lệnh thì phải thi hành, dù hy sinh mạng sống. Cách đây mới hơn một tuần lễ, chiến đoàn 318 lực lượng thiết giáp có nguyên một chi đoàn chiến xa M41 và hai chi đoàn M113 cùng bộ binh. So sánh thiết giáp chiến đoàn 318 mạnh gấp bốn lần hơn chúng tôi. Cũng tấn công hướng chính diện từ Bến Cát vào An Điền, nhưng đã thất bại. Huống chi bây giờ chỉ có một chi đoàn M113 và bốn chiếc chiến xa M41. Đến bây giờ tôi nghĩ rằng ví như không có chiếc cống sập cản trở chiến xa, không có bãi mìn chặn đứng bộ binh, đoàn quân có thể chiếm được An Điền. Nhưng e rằng chiến đoàn 2 trên 5 thiết kỷ sẽ mất tên, bộ binh phải đánh cận chiến với địch và thiệt hại ít nhất cũng phân nửa. Vì sau khi vào An Điền, chúng tôi nhận biết số chiến xa T-54 trên 10 chiếc có hầm ẩn nấp ngụy trang, hầm hố địch quân kiên cố cấp trung đoàn. Với hàng tướng sĩ có thể nghĩ rằng những con tốt đã qua sông, có xe pháo mã hậu tương yểm trợ. Theo luật trên bàn cờ bằng mọi giá phải tiến dù bị loại khỏi cuộc chơi, không hề có nước lùi. Nhưng ở đây thì không, hoàn toàn không thể nào hy sinh những con tốt đó. Bằng mọi giá phải về bên này sông, dòng sông có tên thị tính, vì với nhiệm vụ chỉ huy cánh quân một gồm đại đội 52 trinh sát và các em 41, đó là những xe, pháo mã tốt thiện chiến, nhanh nhẹn, ngang dọc, vĩ vùng, hổ sung tả đột, tiếng hoặc thối và chúng không bao giờ là những con tốt thí mạng. May mà tôi không được thêm lon giữa hai hàng nến trong, với đại ngũ đẳng bảo quốc huân chương kèm anh dũng bội tinh với nhành dương liễu, người thân của tôi không phải nhìn tôi qua làng nước mắt chiếc quan tài phủ cờ màu hàng lên ba vạch đỏ ao phủ phàng chiếc cổng sập đã làm hỏng hoàn toàn cuộc tấn công của chiến đoàn hai trên năm thiết kỵ và đại đội năm mươi hai trinh sát may mắn hay kém may mắn tôi vẫn còn nhớ một sĩ quan cao cấp trong bộ tư lệnh sau buổi họp hành quân mời tôi một ly rượu trước khi tôi quay trở về đơn vị đó là ly rượu whisky bình thường nhưng được mời lúc bấy giờ được xem như bồ đào mỹ tửu mặc dù tôi không hề uống rượu từ năm 71 sau khi bị thương nặng tại chiến trường đồng điền cao su mi mốt campuchia không có tiếng tỳ bà dục người ra đi tôi vẫn thiết kỷ lên đường mong rằng tôi và tất cả chiến hữu ngày mai ra đi không như kinh kha tráng sĩ tôi biết rằng an điền chiếm đóng cả một trung đoàn cộng quân có cả chiến xa nên phần thắng về ta không dễ dàng chút nào. Chiến đoàn 2 trên 5 thế kỷ và đại đội 52 trinh sát trúc lui bố trí ven theo bờ sông Thị Tính sát nhà máy xây lúa bên này chiếc cầu nổi. Nửa đêm ngày 2 tháng 6 năm 74, thêm một lực lượng mới mạnh mẽ dày dặn chiến trường, đó là Trung đoàn 48 Bộ Binh của Đại tá Trần Bá Thành, đại đội 48 trên sát là mỗi dùi và ba tiểu đoàn 1, 2, 3 khởi động các cuộc tấn công tốc chiến, xuất phát từ hướng nam cách an điền hai cây số, bằng rất nhiều toán nhỏ độc kích, chớp nhoáng không gặp trở ngại vì bãi mình cốc như cánh quân của trung đoàn 52 bộ binh. Khoảng 4 giờ sáng ngày 3 tháng 6, chúng tôi nhìn thấy xuyên qua màn đêm, một chiến xa T-54 lù lù xuất hiện, chạy vội vàng từ An Điền theo con đường độc đạo hướng về Bến Cát vì bị các chiến sĩ của Trung đoàn 48 Bộ Binh oanh liệt truy kích. Tôi cho lệnh ba chiến xa M41 và ba M113 có trang bị đại bác bắn thẳng 106 ly, sẵn sàng và chờ lệnh tác xạ. Tôi cũng thừa biết rằng T-54 không thể nào vượt qua chiếc cống sập. Chiếc T-54 chạy đến chiếc cống sập và nhào đầu lọt xuống đó khối đen mù mịt tuôn ra vì chúng có cố gắng bò lên nhưng vô ích tôi nhìn bằng hệ thống hồng ngoại tuyến chỉ thấy có cái pháo tháp nhô lên khỏi mặt đường kế tiếp thêm một t 54 nữa cũng từ an điền chạy ra tiến lại sát đồng đội bị nạn tìm cách kéo lên những tràng đạn pháo bên ta bắt đầu nổ chung quanh hai chiếc t 54 chiếc t 54 thứ nhì loay hoay một lúc rồi quay đầu bỏ chạy về hướng an điền chúng thất thần vì những quả đạn pháo nổ quá gần nên lọt xuống ruộng sình cách bìa làng khoảng 200 mét. Thế là hai chiếc T-54 nằm chết cứng nơi đây. Nhiều đơn vị báo cáo lên sư đoàn về hai chiến xa T-54 bị lầy. Đến trưa, ngày 3 tháng 6, chiếc T-54 xa lầy dưới cống mới thật sự bị khống chế sau nhiều tiếng đồng hồ khi diệt được tên xạ thủ Thượng Liên bị xích trong pháo tháp. Xa đội hai chiếc T-54 đã tẩu thoát trong đêm một số chiến sĩ tử thương và bị thương khi bò lại gần chiến xa vì cây thượng liên trên xe nhã đạn. Phóng viên nhà báo chụp bức ảnh T-54 này đầu tiên là một phóng viên của báo chí Hoa Ngữ. Đến chiều, Bộ Chỉ huy Thiết đoàn năm Kỵ binh và Công binh cấp tốc trục kéo chiếc T-54 và lắp chiếc cống để lực lượng tiếp tục tấn công vào An Điền. Chiếc T-54 này về sau được trưng bày trước dinh độc lập. Ngay lập tức chiến đoàn 2 trên 5 thiết kỵ cùng đại đội 52 trinh sát, các cánh quân 3 tiểu đoàn của trung đoàn 52 bộ binh và trung đoàn 48 ầu ạc chiếm cứ hoàn toàn xã An Điền, liền sau đó truy kích chúng gần đến đồi 82, đoàn quân bị khẩn lại vì vào trận địa pháo của chúng bắn trận. Phải nói rằng vùng đất An Điền thì đúng hơn, vì có còn gì để có thể gọi là một xã, đến nỗi không còn viên gạch nào nguyên vẹn nói chi đến một bức tường nhà một bình địa ngổn ngang nghi ngút khói lửa nhiều xác địch quân nằm trải rác khắp nơi mùi xú quấy xông lên nồng nặc chung quanh những hầm của chiến xa t 54 còn rơi rất nhiều vỏ đạn đồng sáng bóng và nhiều bó thuốc bồi hình đũa dùng cho đạn đại bác các kỵ binh thâu lượm vũ khí còn sót lại và không quên mang về cả chục vỏ đạn đồng của đại bác một trăm ly đã kích hỏa riêng tôi các kỵ binh cũng có tặng bốn vỏ đem về hậu cứ làm kỷ niệm và dùng làm bình để cắm cành mai. An Điền đã giải tỏa xong trưa ngày 4 tháng 6 năm 74, trung đoàn 48 bộ binh cấp tốc rút về Long Giao để phòng thủ Long Khánh, vì các quận Định Quán, Tánh Linh bị áp lực nặng của cộng sản. Trung đoàn 52 bộ binh và chiến đoàn 2 trên năm thiết kỵ vẫn phòng thủ và chờ kế hoạch tấn công đồi 82. Đêm ngày năm trạng ngày 6 tháng 6, Cộng quân lại mở cuộc tấn công dữ dội vào lực lượng phòng thủ An Điền, hướng tấn công chính nhắm vào Bộ Chỉ huy Trung đoàn 52 Bộ Binh, một tiểu đoàn Bộ Binh và Chiến đoàn 2 trên năm thiết kỷ bằng hai tiểu đoàn trừ bị. Mặc dù cách đó hai ngày chúng bị tổn thất nặng nề, chúng dùng bốn chiếc máy cày giả dạng T-54 để hù chiến sĩ ta. Chỉ vài loạt đạn đại liên 50 chính xác, bốn chiếc máy cày bốc cháy nghi ngút, lực lượng phòng thủ đánh trả tơi bời làm sao xuyên thủng vị trí của các chiến sĩ trung đoàn 52 bộ binh đầy kinh nghiệm chiến trường, cộng với hỏa lực kinh hồn của một chi đoàn cộng, bốn chiếc M41 thiết giáp. Đến gần sáng, chúng tháo chạy về hướng đồi 82 sau khi bị tổn thất trầm trọng. Tổng kết trong 6 ngày, chiến đoàn 2 trên 5 thiết kỷ có một sĩ quan tử trận, đó là Thiếu quý Nguyễn Trung Đồng Vinh Thương tiếc, một sĩ quan trẻ, học lực cao và cá tánh trức văn nghệ đã ra đi quá sớm để trả nợ nước non. Anh đã hy sinh như biết bao nhiêu lớp người trẻ tuổi tài cao đã phải nằm xuống vì tổ quốc, cho cuộc chinh chiến điêu linh. Bên thiết giáp có ba hy sinh, một sĩ quan, một trung sĩ, một hạ sĩ. Ba bị thương nặng, một M41 lũng pháo tháp, một M113 bất khiển dũng phía bộ binh phải đến con số hàng trăm bị loại khỏi vòng chiến đấu. Đến bây giờ nhắc lại lòng còn ngậm ngùi, nén hương lòng của những kỵ binh còn lại thấp lên để nhớ, để thương các chiến sĩ can trường đã anh dũng hy sinh, tri ân các anh đã một thời cùng chia sẻ hẻm nguy với chúng tôi. Sau đó vài ngày, tướng đảo, tướng khôi và trung tá dục lên xe M113 chỉ huy của tôi thám sát địa thế để mở cuộc tấn công căn cứ 82 cách an điền 4 số về hướng Tây. Đến khi xe tiến gần bìa rừng cùng hai chi đội hộ tống, thì bị pháo liên tục gần xe nên phải đưa ba vị trở về căn cứ. Tiếp theo các lực lượng của sư đoàn thay nhau tấn công tái chiếm đồi 82, nhưng không đem lại kết quả nào không quân bị hạn chế bởi mùa mưa, mây thấp về hệ thống phòng thủ dày đặc. Mặc dù các phi tuần đã nỗ lực oanh tạc các vị trí đại pháo hỏa tiễn súng phòng không, nhưng kết quả không như ý. Cũng như lực lượng Việt Nam Cộng Hòa chỉ có một hướng tấn công duy nhất vào đồi 82 là trực diện, xuất phát từ An Điền với địa thế cây rừng, gai góc và dây leo chằng chịt. Thiết giáp bị hạn chế tầm nhìn, quan sát chỉ trong vòng vài ba mét chung quanh căn cứ 82 hệ thống giao thông hào mìn và dây kẽm gai bao phủ trọng lớn. Khi các lực lượng tiến vào vùng trận địa pháo của chúng bị tổn thất nặng nề và là mục tiêu quá lộ liễu vì chúng quan sát lực lượng ta từ địa thế cao là đồi 82. Chiến đoàn 52 bộ binh trấn giữ An Điền hơn 3 tháng, không có ngày nào pháo địch không rơi xuống vị trí chúng tôi, không hàng loạt thì cũng năm bảy trái pháo mỗi ngày không có ngày nào các chiến sĩ bộ binh không nhảy vội vã xuống hầm hố cá nhân các kỵ binh vội vàng chạy vào trong xe để tránh pháo sau khi an điền được giải tỏa đồng bào bến cát lần lượt hồi hương những quán ăn quán cà phê bắt đầu mở cửa nhịp sống đang hồi phục nhờ vậy những người lính trẻ chúng tôi mới có được ly cà phê nóng ấm lòng người tạm thời quên đi lửa đạn mặc dù trong giây phút ngắn ngủi đó cũng là hạnh phúc tuy nhỏ nhoi của người lính chiến nơi trận mạc. Đến ngày 7 tháng 9, trung đoàn chính của sư đoàn 5 bộ binh và thiết đoàn 10 kỵ binh vào An Điền thay thế trung đoàn 52 bộ binh và chiến đoàn 2 trên 5 thiết kỵ. Các cuộc tấn công mới bắt đầu và cho đến xế trưa ngày 4 tháng 10 năm 74, quân ta mới cắm cờ trên đồi 82. Đơn vị tôi di chuyển khỏi An Điền, đóng quân tại trường trung học Bến Cát, theo lãnh sư đoàn, một chi đội M113 di chuyển xuống xã Phú Thứ, phối hợp cùng bộ binh phòng thủ, vì nơi đây áp lực địch vẫn còn nặng. Chi đội báo cáo ngày nào cũng hứng pháo của Cộng quân và chịu trận pháo hơn 45 ngày đêm trồng trả. Và đến 6 tuần lễ nữa, ngày 20 tháng 11 năm 74, quân lực Việt Nam Cộng Hòa mới đánh bật Cộng quân ra khỏi trệt bắp địa điểm cuối cùng của vùng Tam Giác Sát cuộc chiến vùng Tam giác sắc tạm thời kết thúc sau khi kéo dài đến bảy tháng của năm 1974 nhưng thiết đoàn năm kỵ binh vẫn rền tiếng xích sắt thét vang tiếp tục bước quân hành đến vùng trách nhiệm mới nhưng kém may mắn thay chỉ trong một đêm của năm 74 sắp tàn thiết đoàn đã phải gánh chịu đau thương nghiệt ngã và đầy tan tóc ngày 19 tháng 12 năm 74 Bộ Chỉ huy Thiết đoàn 5 Kỵ Binh, Trung tá Trần Văn Nô Thiết đoàn Trưởng, Thiếu tá Mai Văn Thân Thiết đoàn Phó và Chiến đoàn 2 trên 5 Thiết Kỵ, trừ Chiến đoàn 3 trên 5 Thiết Kỵ đã cùng Trung đoàn 48 Bộ Binh di chuyển về Long Khánh từ trước, chuyển quân về ngã ba Ông Đồng, núi Chứa Trang lúc 6 giờ chiều tăng phái cho Trung đoàn 48 Bộ Binh phòng thủ Long Khánh và chuẩn bị tiếp ứng cho quận Tánh Linh, tỉnh Bình Tuy, bị Cộng quân tấn công và sắp bị tràn ngập bộ chỉ huy thiết đoàn và một đại đội bộ binh đóng quân đêm trong một căn cứ pháo binh dưới chân núi chứa trang chiến đoàn ba trên năm thiết kỵ đại quý lê sơn và một đại đội bộ binh đóng quân cách bộ chỉ huy thiết đoàn khoảng ba cây số về hướng tánh linh chiến đoàn hai trên năm thiết kỵ và một đại đội cũng đã được chỉ định đóng quân cách bộ chỉ huy thiết đoàn năm cây số về hướng bắc khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi tháng mười hai năm bảy mươi bốn bộ chỉ huy thiết đoàn năm bị cộng quân đột nhập tấn kích nhiều tiếng nổ lớn xé màn đêm tĩnh mịch phát xuất từ hướng bộ chỉ huy thiết đoàn tô bật dậy leo lên xe quan sát nhìn về hướng thiết đoàn từng lần đạn lửa đang chéo nhau dày đặc nhất là trên lưng chừng núi chứa trang cộng quân dùng đại bác năm mươi bảy ly bảy mươi lăm ly và thượng liên mười hai ly tám bắn xấu xạ xuống vị trí đóng quân tô bấm máy liên lạc với bộ chỉ huy thiết đoàn nhưng im hơi lặng tiếng gọi mãi chẳng có thẩm quyền nào trả lời ban truyền tin cũng im bặt trong lòng như dầu sôi lửa bỏng tôi cũng như sơn muốn kéo chi đoàn về phản công chúng tôi gọi lên chiến đoàn bốn mươi tám để xin di quân nhưng chiến đoàn cho biết cũng không liên lạc được với thiết đoàn nên đành chờ lệnh đến nửa tiếng đồng hồ sau chúng tôi mới liên lạc được với chiến đoàn và cho biết thiết đoàn bị đánh đặc công tôi xin chiến đoàn cho chi đoàn xuống tiếp ứng nhưng đại tá chiến đoàn trưởng không chấp thuận vì lý do địch đánh từ bên trong vị trí chứ không có từ ngoài tấn công vào. Chúng tôi kéo quân xuống sợ thêm trối ren vì hỏa lực đại liên của thiết giáp, nên để bộ binh thanh toán từng tên một trong vị trí. Ông cho biết các chi đội chỉ huy đã phản công hiệu quả bằng súng cá nhân và lựu đạn, và ông bảo tôi sẵn sàng hành quân truy kích khi có lệnh. Tiếp ứng với phản công, tất cả đã quá muộn màng, trong vòng 15 phút đầu tiên, bộ chỉ huy thiết đoàn đã bị tê liệt vì địch đánh bằng lựu đạn và B-40 từ bên trong vị trí phòng thủ. Kết quả vô cùng đau đớn. Trên binh thiết giáp, thiếu tá Mai Văn Thân thiết đoàn phó, thiếu tá Viễn Xum trưởng ban ba hành quân tử thương, đại quý Lê Văn Nhân phụ tá ban ba hành quân bị thương nặng và nhiều kỵ binh các cấp tử thương hoặc bị thương. May mắn, trung tá thiết đoàn trưởng thoát khỏi lưỡi hái của tử thần trong gan tất hai em một trăm mười ba một em năm bảy bảy xe băng truyền tin bị hư hại nguyên một trung đội đặc công địch bỏ xác tại chỗ cùng vũ khí chất nổ ba tên bị bắt sống chiến tranh đồng nghĩa với tăng tốc đau thương sau ba mươi bảy năm thời gian dài bằng nửa đời người nhìn lại chỉ có sáu tháng cuối năm bảy mươi bốn tim vẫn nhói đau nước mắt vẫn lưng trồng, thiết đoàn năm kỵ binh đã mất đi bốn sĩ quan ưu tú nhiều hạ sĩ quan và kỵ binh can trường đã bỏ ra đi bỏ bạn bỏ bè trong tim trong óc mọi người vẫn còn hàng lại những nét đau xót nhớ nhung và thương tiếc với cái chết đầy thương tâm của thiếu tá thân Mọi người đều rơi lại nghẹn ngào, anh một cấp chỉ huy ưu tú trong binh chủng thiết giáp, kỹ binh các cấp trong đơn vị đều mến thương và kính phục, nhưng khi ra đi vĩnh viễn, anh không kịp giả từ vợ con bè bạn, đau đớn thay, vợ anh chỉ anh là H nhìn biết được xác chồng tại nghĩa trang quân đội biên hòa qua chiếc quần cọc màu đỏ chị đã may cho anh cách đó hai tuần anh đã thật sự muôn đời bản kiếp là chồng của người vợ hiền thục thủy chung các con anh còn quá ngây thơ dại khờ nhưng giờ đây chinh chiến đã cướp đi một người cha quý mến chim xa rừng còn thương cây nhớ cội người xa người tội lắm người ơi có ai cầm được hai dòng lệ tuôn có ai chặn được tiếng nấc uất nghẹn từ đáy lòng vì thương tiếc các anh than ôi với mẫu tự có hai mươi sáu chữ cái tôi cũng không biết cách sắp xếp thế nào để diễn tả hết ý nghĩa sự hy sinh đầy cao cả của những người lính trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Làm sao viết lên hết những nghiệt ngã các anh đã chịu, làm sao nói lên hết được lòng can trường xã thân vì bốn chữ bảo quốc an dân trong suốt những tháng năm chiến tranh tàn khốc. Chiến trình đã cướp đi niềm hạnh phúc của những người cha, người mẹ, người vợ, chiến chinh đã lấy mất hạnh phúc của tuổi trẻ dạy khờ nhưng chiến chinh không thể đốt cháy hết được những khổ nạn đời sống của người hệ lụy các anh đã trả nợ nước non nay các anh được vui sống muôn đời chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời kinh hòa bình nguyện cầu thượng đế xoa dịu nỗi đau và phù trợ cho những người còn lại những nén hương lòng thắp lên kính dân đến anh linh của cố trung tá mai văn thân cố trung tá viễn Xuân, cố trung quý nguyễn trung đồng dinh và những chiến sĩ quân lực việt nam cộng hòa anh hùng vị quốc vong thân trong trận chiến năm 1974 tác giả lưu đình vũ